dương bắt đầu sầm khăn từ lơ cá chui sừng cua sờ chun từ đó bị chiu bồ rót nước hàng khai tạc cào rịa về trong cào ní dương cá sầm qua đại thà à nhà thô có đôi chi mình tây chùm nín ban sa hạ cá kia nước nông cá cho an tra cồn chui sừng cua sờ prang là bỏ bị chi cá sì cỏ đại sa ấy nước nông om long về trong cào ní cứ đầm lại sờ nơi lơ tiệp sa miên cá họ làm đôi chân này hái bị chia cả sĩ có mình men trong tài khai tài cai ở thế ta mình đã khai xem xét tam sọc môi chung nụ để mình sạc đàn ở bồn lúc cứ thưa sờ lơ pai cả nó không được đầu prang chẳng bị chôm từ đằng pai hạ phạt hạt tật hai co bà rắm khai sờ nút khôi khát phong đài chẳng tới chẳng khuyên than nó khai tài cai ní cả bị thay mình xâm mến chặt ngã tật trong sập đá ai cả đam chôn bột thịt rận à kẻ này dụ này à kẻ dụ cả than kịch ca bị chạy cái tê cơ sung thôn thiên tận nợ tận yếm om đầm na đại lô thắng vì dụt đà bà thiên này dụt cả thang thầy xa cả sĩ cam nâng mình trai dùng nên cả sĩ cam giả hạ ca cho mùi bà thiên mình tì thôn thiên tật nợ tôn này dùng khai tạc cao nâng bà thiên mình tì thôn thiên tật nợ tôn này dùng khai tạc cảnh đá rùm tiền ở nhà thôn nâng mùi là thang phong nút bàn cho anh ra cùng bình chún tật sẵn cửa sơ rơ rợ đời bằng đòi bóng ôn bà chia cả sĩ co bùm buôn khùng nây sọc bà tì khai tạc cao hai ca bì sắp đà cả lõng tới có krong ca nghe cả xuông nâng mình tì thôn thiên tắc nợ tình dụng khai tạc cao nâng xa hạ ca cho mùa nhà thơ mùa lật thán ban cho anh ra công bông tắc sẵn cửa sơ rơ rơ đời prang chút đó bông bông bà chia cả sĩ con nâng khang không bột xo, không càng thân nung không cẩn đăng, không chấm bấy, không trở bèng sáp không bia riếm, không chấm bọ, không đông nâng không thân nào nâng sọc bà tì khai tạc cao chùm nuôn buôn bôn hà sập hạch ta đài bà chôm nâng ca khóa tắc hai khi nông nô cứ thả ban thuê cá prapra nơi sẽ thanh đi bơm tắc chấm nón buồn đòi mà xin bơm tắc chật lát học sập pram xe chấm nón buồn kêu nâng excavator chấm nón pi kêu đá đập bay cài tắc nón tắc nô đập thẹn cho từ can sai rồi bỏ bóng ôp chiu bỏ rót nâng khang khai tắc cái nâng hai chấm môi nâng cá an tra cốm ni bóng ôn bị chia cả sĩ co các bạn bằng hàng vì cái đây rì rì đấy đài ở nhà thô có đôi chia mình trai chụp nến bạn xã hạ ca khi nào không ca thôi chẳng ná cứ đo nơi tật đi tật đo sờ sai rồi bỏ bộ quạt nâng bạn toàn về với liệt đài mình rong nâng ca khôi khát dùng test na nâng ca lực lang rồi bỏ bóng ôn bị chia cả sĩ co bạn chụp phun chiên chia mình không một so và hay sập ngày này cứ đòi bị chia phô ruột nâu đồng bọn dương nhóm này cứ miền ca khóa khá tất nhóm ba sông thay nó côn đo sầm đạch bò bò thấp ở đây hôn mà nát để lúc ban khát khom răng prang ban chặt chay ai có xuông mình ti chọc tam ti chôn ở bọt đại sử gia có đôi chia nâu không đồng bọn để chua bà tia này, này ca khóa khá tất chúng tôi rộng nơi một số ba dạng ná đảm bay ai bởi chìa phô rộn dưỡng miền tật prapra. Hai môi tiết đòi miền ca dục chất tục đạo chồng phu cửa xuông thôn thiên tức ban sát đa và lai đo bởi chìa phô rộn không một so ban bởi vãi mà bọn bì rơi mát nâng đạo lưu tùm hôn một cát mùi mát mà nâng đọc vào mùi còn đạo lưu đảm bay vô tức nâng sùm rốt lũ làm bây giờ tức nâng tàu xoay xoay hỏi bán ở trong nguồn phẩm phẩm phùm và chia chôn nâng không không bột xoay dương nhóm miên trong nguồn đỏ mùi phùm chân sạch thang ni ti bẩm bay ní cư dô bán phẩm phẩm phùm nâng sạch thang ni ti bẩm phẩm dô bán buôn phùm hai bà chia bơ rốt nâng không không bột xoay dương nhóm ní miên phóp sầm náng nâng chân năm mà bán phẩm buôn rơi cao sạp buôn tầm nay kẹo mùa ha xảy ra và đây hôn sai lô ban ô bật thom đo mà sân bôm tức nô không mua được than không bột so dương không đấy cứ chậm luôn pi ai đom thao sẽ thá chui ô bật thom nô preng to chui và to tiết làm bay ao và chia phơi rót dương không nắng cứ mình ao miên cá khôi khát nô sau còn có rồi bỏ cọt thì tăng niêm không chia đầm nang và chia phơi rót tu tiếng khôm có đôi chia không sọc bà ti tiếng mùl thay nó côn đo sầm đách mà ha bà vô thập ở đây hôn mà nát để lúc khách khom dọc chặt tục đã đo bà chia bơ rốt nơi tam ti chôn ở bót có đôi nâng xông mùi tiết xông thay nhầm nó côn đo cả xuông thôn tin tức để ban chặt một trây cục chôn thân nặng đảm bay chui chùm rung nâu ca dọc tức từ xoay sọc
đảm bay cầm ao phao sâu đập bọc quạt khôi khát và thêm vào chi cái chi bờ rót nước nông không bớt so nước không căng không ban sầm đại bờ bờ mà hạ thấp ở đây hôn mà nay ban đo chi tức nuông từ sợi sợi nâu sợi nâu răng đi ban cướp con cướp tháp ban từng ó đại ban mà chui chui đo cái chi bờ rót nước nông không bớt so không căng không bọc rồi hạt ta rồi con ta ban nuông tức tự ban lo đây hạ học sấp lô và chi bờ rót dương khi ông tem pi không không sấp bát tin đi để qua không put đại nhiệt phơi sầu răng và ban sáng này đời xa tha sầu ban thay ban thay vào chân quạt sầm rock phơi hay chia sẻ trong đại này chụp ôp sắc khoa tật ở lớp ban thân đặc nom kháng lư quạt mọc vào dịp bền đầm bay ô tiên từ sầu sầu ở quạt quạt sờ bài chất o khuyên ở bay triệt ban tê o đo thân đặc nom krup cho thân đặc thay nó còn đo sầm lại bỏ thấp đây hôn mà nay và ban đo chỉ tật đo phụ quạt tiếng o khuya và chân dương trong tiếng o khuya sầm thay nó còn đo sầm lại lại phục sầm lại bỏ thấp đây hôn mà nay nó chỉ bị sai nó cứ đặc nom thay thay đi ban miền sơn đại là o đo chưa bật loạn dương nhưng sôm sờ bài chất từng o khnía sôm chui oi sôm nách ban miền sờ đây sô sờ đây chuột chơi khăn ông càng nghe cướp hiệt cây từng o nằm bay chiết mai dương từng mua bạn có cứ từ ca na từ lờ tật sạch sập nực nông pe ní sập pe để phụ quát phơi lờ pan cả men tên ta lộ sầm niềng dương khinh tha bởi dương vậy tập phô mà sa sọc bạt tì này khẹt tạ cào muối cứ tam độ bài cá pan cả bằng con cá phơi thăng trời phơi tạ pi pon hay tạ tê sầm rạp độ đời prang dương vậy thật sọc nừng mùi và tai chạy sai bóng bầu bị chia cả sẽ có quạt phơi pe ní đo từ buôn pon hà sập hay tạ ចាស់លើសផែនការគុណនឹង២ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រភពទឹក២បឹងទន្លេបាទីហ្នឹងគឺមានកម្រិតទឹកទាបមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជូនទៅតាមបលាយដើម្បីអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះស្រូវប្រាំងរបស់បបអូបជាកសិករដែរកំពុងប្រឈមខ្វះទឹកនោះទេតម្រូវឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍បើកទឹក២ទំនប់តាសាលទម្លាក់មកជួយបន្ថែមទៀត ហើយជាកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៅតនយមឯកឧត្តមថៅជេថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅចាគឺក៏បានបញ្ជាឲ្យបើកទ្វារទឹកទំនប់តាសាលនេះដើម្បីបញ្ជូនទម្លាក់ទឹកទំនប់រលាំងជ្រៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងច្បារមនស្រុកសំរោងទងនិងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងស្រោចស្រពផលដំណាំនិងបញ្ជូនបន្តតាមស្
ពេលនេះទឹកបានធ្លាក់មកដល់ទំនប់7មករាកំពង់ទួលហើយក្រុមការងារក៏កំពុងដើរបិទទ្វារទឹកតាមសណ្ដោប្រឡាយ78និងបានលើកទ្វារទឹកនៅខាងចុងប្រឡាយ78ដើម្បីបញ្ជូនចូលអាងទន្លេបាទីរួចហើយបញ្ជូនចេញទៅប្រឡាយហនុមានបំរើការស្រោចស្រព ដីដីស្រូវប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន9នៃស្រុកបាទីដែលស្រុបទាំងអស់គឺ4050ហិកតាហើយក្នុងនោះក៏មានដំណាំរួមផ្សំប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ